Rồi, đầu tiên chúng chào các bạn nha. Hôm nay thì sáng thứ hai đầu tuần thì chúc các bạn một tuần mới mình làm việc đầy hiệu quả, thành công. Thì hôm nay thì có mấy cái bộ khuôn mà chúng đã làm xong thì sáng nay chúng sẽ gửi cho khách luôn. Thì nó có những cái bộ khuôn hoa văn, dáng trụ tròn các loại và những cái bộ dao dụng trụ trơn thì chúng sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Thì những cái bộ khuôn chậu thì nó khách hàng đặt thì nó cũng gồm có những mấy bộ, ba bốn bộ nó khác nhau các bạn. Thì đây là cái bộ dao quay chậu 5 tấc đó, này bộ dao chậu không nha, khách đặt bộ dao chậu không. Còn đây là cái cơm lê của cái khuôn chậu chế bằng 40, nó gồm đôn, dĩ, chậu nha bạn, đầy đủ. Trên đây nó còn có hai cái chân nè, hai chân này để mình đổ qua cái chân giả để mình gắn vô cái phần đáy chậu. Đó là cơm lê của chậu chế bằng 40 các bạn, đó nó gồm mình đầy đủ nè. Khách hàng kia không có mua chục thôi đó, đó là cái bộ 40 của khách hàng đó. Có hai cái khuôn chân về mình đổ ra, mình chọn hầu hầu dẻo dẻo mình đổ ra, xong mình ghim sắt gâu vô, ngày sau mình lấy ra để mình có mình quay chậu mình dán vô cái bằng 40. Đây là cái bộ dao chậu 8 tấc trơn nha bạn. Đây là cái bộ dao chậu chậu 8 tấc tấc chữ. Cái này là chậu 5 tấc trơn. Cái này là chậu 3 nha bạn. Đó. Thì những cái bộ dao khách đặt thì chúng đã làm xong hết, bộ nào ra bộ đó để đóng gói gửi cho khách nha bạn. Bộ dao thì nó gồm miếng khuôn nè, miếng hạt cát đó, với khuôn chân đây chứ không có gì không gì thay đổi. Khuôn này chung đó hàng nẹp, sắc nẹp rất là cứng cáp, nên là khi các bạn mình quay mình thao tác nó sẽ không, cái khuôn sẽ không bị lơ, quay hồ mình lên hồ rất là chuẩn đó, đi hồ dầu rất là bóng. Khuôn này mài dũa đồ cho nó láng hết trơn rồi đó, để mình về làm cho nó ok. Còn đây là cái bộ hai cây trụ, cây ngắn để quay dựng đôn nè, có cây ngắn nè đó, cây dài để quay chậu đó. Thì trên cái cây thì đã tiện nè, tiện trên cây đang đưa, cây đã tiện vừa với cái bật đạn trên cây đang đưa, các bạn thấy à, có bật đạn. Còn cây đang đưa để mình gắn khuôn mình tăng giảm thước tấc nha bạn đó. Khi mình đút cây cốt vô vừa là nó vừa khít luôn đó, bạn thấy là nhà nó vừa khít luôn nha bạn đó. Khi mình quay lại sẽ xây cái bật đạn nè đó, nên là khi mình quay cái khuôn, gắn khuôn cho mình quay rất là im, để xây một bật đạn mà rất là im, mình đi hồ dầu cũng rất là bóng, tại vì nó chuẩn xác rất là cao, tại vì cái vừa khít luôn nha bạn, đút vô cây cốt là vừa khít luôn đó. Đó là những cái bộ dao. Còn bên đây là những cái quay văn này gồm có là quay văn 80 đó, dán chợ mã đáo thành công nè, quay văn con ngựa mã đáo thành công nha bạn. Và bên dưới là cái miếng ốp chưa thọ đó, bạn thấy là khuôn silicon đảm bảo đàng hoàng, chất lượng đàng hoàng nha bạn, dày mo luôn đó. Đó, sắc nét bên trong những con ngựa dưới đây là hàng chơi, là hàng chữ mã đáo thành công nè. Về mình đổ hộ ra thì mình, khi nào quay chậu mình dán vô. Còn bên đây là cái gồng phụng 80 nha bạn đó. Còn đây là quay văn đệ bàn dán chậu mét nè, gồng thì chậu mét 2. Và bên dưới là cái quay văn cuốn thứ đá của chậu 1 mét. Thì cái này thì khuôn mới thì về mình cũng chú ý chút xíu là về mình mua cái chai dầu ăn xong mình quét ở bên trong cái miếng silicon này nè, một lớp dầu ăn mỏng thôi, xong mình quét đằng sau miếng silicon luôn đó, miếng khuôn xít các bạn quét luôn để mình thao tác sau này mình lấy khuôn ra cho nó dễ dàng. Còn cách thức để trộn hồ để đổ cái quay văn này về thì mình mới đầu các bạn trộn hồ dầu trước, hồ dầu đặt các bạn quét bên trong cái silicon, sau đó mình gõ cho nó cái mặt hồ dầu nó dẻ để sau này cái mình lấy cái quay văn nó không có bị bọng mà nó nét nha bạn. Đó, tiếp theo sau đó thì mình chọn cái hồ cát dẻo mình lắp vô thì các bạn lưu ý một điểm là mình cái miếng silicon này nó có độ cong nè, các bạn vuốt làm sao cho nó cong, nó ôm sát cái miếng silicon trên đây đó, các bạn lấy cái độ cong từ cái miếng silicon trên đây, các bạn vuốt cong cho càng cong càng tốt, càng cho nó mỏng thôi, để sau này mình dán vô cái chậu nó sát nha bạn. Đó, đó là những cái điểm các bạn chú ý. Thì
Thì trước khi mình nhận khuôn thì mình cũng kiểm tra khuôn coi đầy đủ hay không thì mới thanh toán cho nhân viên giao hàng nha bạn. Đó thì trên đây là những cái bộ khuôn mà khách hàng đã đặt chung làm thì hôm nay cũng đã hoàn thiện. Thì chúng sẽ đóng gói và gửi cho khách hàng. Đó. Thì các bạn nào mình có nhu cầu dự định muốn đặt khuôn, các bạn thấy thích cái mẫu nào bên cơ sở thì các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại chúng đã để trên cái màn hình video. Các bạn liên hệ chúng sẽ hỗ trợ cũng như là báo giá từng cái bộ khuôn mà các bạn muốn mua. Thì khuôn quay chậu chữ, quay gáp thì gồm có là từ chậu 60 cho tới chậu 1m2, 1m5 có chữ có hoa văn, còn bộ trơn thì cũng có từ 30 cho tới 1m7, 1m8 cũng có luôn nha bạn. Đó là chậu trơn cho mai vàng đó. Chậu trơn bằng này có từ 30 cho tới 1m. Rất là nhiều mẫu mã, thì các bạn thích mẫu nào các bạn cứ liên hệ với Trung nha. Thì ra đây Trung giới thiệu trước bạn một cái ly hương ẩm thỏm có quay có chia sẻ clip lên rồi. Thì hôm nay thì hôm bữa chủ nhật á, hôm bữa hôm qua Trung mới sơn xong nha bạn. Đó đây là cái ly hương để mình cắm nhang này, thì khách hàng đặt bên cơ sở làm. Thì cái này nó có kích thước lọt lòng của cái ly hương là 80 và cái chiều cao tính từ dưới cái mí đôn đó lên tới cái miệng chậu ly hương là nó 85 nha bạn. Thì cái chậu ly hương này thì quay hai công đoạn, quay cái phần miệng trước xong rồi quay cái phần phần đáy gắp lên nha bạn, còn cái phần đôn thì quay một công đoạn là xong. Còn hoa văn này mình tiết tấu mình cắt thôi đó, mình bẻ kẻ mình cắt hình cái lá sen này kia thôi cho nó thêm đẹp cái ly hương nha bạn. Đó khách hàng đặt để cắm nhang thôi, nhưng mà quan trọng mình làm cũng phải dày, cái chậu này làm rất là dày tại vì mình cắm nhang á, thì đốt nhang cái hơi nóng á, không phải đốt một hai cây đâu bạn, chùa đốt là rất là nhiều đó, Phật tử đốt rất là nhiều, là mình làm cho nó dày để cái lực nóng á, cái hơi nóng của cái nhang á nó sẽ không có bị đứt cái chậu, nên là mình làm cái chậu rất là dày nha bạn, rất là đảm bảo cho khách. Đó là cái ly hương tám lọt lòng 80, cao 85. Thôi các bạn nào mình thấy cái lương này mình có nhu cầu mình làm thì các bạn cũng liên hệ với Chung ở đây, Chung làm cho sẽ chuyển giao gửi cho các bạn nha. Đó. Thì giao khu vực dược thành thành phố Sóc Trăng thôi, còn xa thì các bạn có xe các bạn xuống lấy. Đó thì hôm nay thì video tới đây thì cũng xin kết thúc thì cuối video. Chúc các bạn và quý khách hàng thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha. We'll be right back.